cồn nè, thuốc là em đủ rồi đúng không? Đúng rồi. Thì bởi vậy mà có phòng riêng không? Mà ba mất rồi hồi chiều hả? Sao mới bị đã mất rồi? Trời ơi. Nghe nói khu này bị cả 100 ca mà phải không? Bị hết luôn hả? Trời ơi là trời. Bây giờ khẩu trang nè, em phải cần khẩu trang N95. Em không có đeo cái này được đâu. Rồi dịch trùng mà khử khuẩn nữa. À, cái này. Đây, từ từ anh để xuống đây. Em có gì mà anh gửi cái clip rồi em tự lắp ráp nha. Em đứng xa đi. Đúng rồi. Đây đủ bộ nè. Đó, đủ bộ. Để anh về rồi em ra lấy nha. À, test nhanh em chưa có luôn hả? Trời ơi. Bây giờ ai với ai bị? Ừ. 8 tháng có bị không? Bây giờ em tách riêng ra phòng riêng ra đi. Tách riêng nha. Từ từ chờ em chút. Ôi trời. Ồ ghê chưa? Em ơi, ở đây khử khuẩn chưa? Ở đây khử khuẩn chưa? À, ok. Trời. Một cái hẻm này mà hơn 100 người bị nè, ghê không? Ủa anh, cái này là ba nó mới chết chiều mà. Chết. Đâu là ba thằng này là nhà này đó, là nhà 5 người đó. Ừ, là đúng rồi, là nhà đó là nó nhắm đây mà. Ba nó chết rồi chiều. Hồi nãy em nói anh nó ba nó chết rồi chiều, còn mẹ nó thì đang khó thở. Nhà mà mấy anh em bị hết, em dâu em. Vậy hả? Mới địa chỉ đâu mới đúng anh? 3/4 là chính thức nhà nó. Ờ. 3/4/2018 là cái nhà sau lưng cái em nó em không. Tại vì nó giờ kia kìa. Nhưng mà cái bị căng giấy thép đúng rồi. À, khu này mình về xịt khuẩn hết chưa anh? Trời ơi, khu này sao nó nhiễm ghê vậy? Nó kêu ba nó chết mới chết chiều mà. Chết bệnh viện, giờ vẫn chưa mang xác về, chưa thiêu đúng không? Ông là công an hưu trí hả? Trời ơi, ghê quá chuyện kìa. Không báo địa chỉ cụ thể, nó lình xình. Nó địa chỉ rõ ràng đi, nó nhanh rồi. À, là nó không có địa chỉ cụ thể, nên là... Địa chỉ của nó là địa chỉ đường 394 Nguyễn Tri Phương. Ồ. Nó không nói, nó nói 322/18 thì nó đi thông cho tôi luôn. À, vậy là nhà nó đi đường Nguyễn Tri Phương đúng không? Nhà nó mặt đường Nguyễn Như Phương hả? Nhà nào vậy? Ý... Đó, không phải rồi. Mà... Ngang đây nè, phải thấy cái nào chứ cái ngang... Cảm ơn anh. Trời ơi, ghê chưa? Ngay Ý Phương nha.
Hay chè Ý Phương nè, khu này nè, bị hết luôn. Đó, bị hết rồi. Chưa, anh mới tiếp tế cái oxy bệnh nhân mới được nghỉ. Chính phủ một cái hẻm bé xíu mà là trăm mấy người được, già nào cũng nhìn, già nào cũng có luôn.